Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. 2 người con ông Zebede là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho 2 anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Suy niệm: Tại sao Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, phải chịu đau khổ và chết cho chúng ta? Chúa Giêsu tự gọi mình là con người, vừa để đồng nhất mình với thân phận con người của chúng ta, phải chịu đau đớn, chịu chết, vừa với sứ mệnh thiêng liêng của mình là khôi phục thế giới về vinh quang mà Thiên Chúa đã dự định từ buổi đầu tạo dựng. Con người là danh hiệu tiên tri dành cho Đấng Mêsia được ghi trong lời tiên tri Daniel. Vào thời Chúa Giêsu, dân Do Thái đang tìm kiếm một Đấng Mêsia sẽ giải phóng họ khỏi ách thống trị áp bức của La Mã. Chúa Giêsu đến để giải thoát con người khỏi sự áp bức tồi tệ nhất, sự bạo ngược của nô lệ cho tội lỗi, Satan và sự chết. Chúa Giêsu đến để đưa chúng ta vào mối tương quan giao ước với Thiên Chúa. Giao ước này không kết thúc bằng cái chết, nhưng dẫn đến hòa bình, niềm vui vĩnh cửu và sự sống mới dồi dào. Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa mang lại sự sống và tự do. Xin hãy biến con thành tôi tớ tình yêu của Chúa, để con có thể tìm cách phục vụ hơn là được phục vụ, và chia sẻ chiến thắng của Chúa trên tội lỗi, đau khổ và cái chết. Amen.